Với những dữ liệu từ chương trình, nhiều khán giả cho rằng Madam Việt được cho là Dương Hoàng Yến chính là nhân vật tiếp theo bị loại sau tập 3 The Masked Singer Việt Nam mùa 2. Tập 3 The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ mùa 2 đã khép lại với kết quả bỏ ngỏ sau màn giao đấu ca khúc buông giữa Madam Việt và chuột Cherry. Tuy màn lộ diện của bảng đấu này chưa được lên sóng, nhưng nhiều khán giả đã đưa ra loạt dự đoán về mắt có tiếp theo phải dừng cuộc chơi. Đa số cho rằng người đó là Madam Việt. Còn có khán giả đã chỉ ra rằng chuột Cherry còn xuất hiện trong tập có Vũ Cát Tường ngồi ghế cố vấn khách mời trong trailer mà chương trình đã từng đăng tải trước đó. Như vậy, chuột Cherry sẽ an toàn và tiến đến vòng thi đấu thứ hai. Sau phần trình diễn ca khúc Thị Màu của Madam Việt trong tập 3, dàn cố vấn nhận xét giọng hát của nhân vật mascot này giống với Hòa Minzy. Nhiều cái tên khác cũng được réo gọi như Ngọc Khuê, Khánh Linh, v.v. Ở đoạn lật mặt nạ nhân vật bị loại, Bích Phương không ngừng cảm thán tiếc nuối, MC Trấn Thành, người này nên được đi sâu hơn trong chương trình. Tuy vậy, đa phần khán giả xem chương trình đều cho rằng Madam Việt chính là nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến. Theo những manh mối mà chương trình cung cấp, khán giả phát hiện nhiều manh mối có liên quan đến Dương Hoàng Yến. Theo Tóc Tiên phân tích, Madam Việt có thể là những nữ ca sĩ sinh vào năm 1991-1995, trùng hợp Dương Hoàng Yến sinh năm 1991. Dữ liệu cân trong đoạn clip manh mối, nhiều khán giả cho rằng đang ám chỉ ca khúc Cân Cả Thế Giới của Dương Hoàng Yến được ra mắt gần đây. Đặc biệt, tại chương trình Sao Nhập Ngũ, Dương Hoàng Yến được khán giả và đồng nghiệp ưu ái với biệt danh Yến Vịt Sim. Bên cạnh đó, nếu xét về giọng hát của Madam Việt, khán giả có thể nhận ra sự tương đồng với chất giọng của Dương Hoàng Yến. Có khán giả để lại bình luận, việc khi Belding lộ ra cường độ dynamic rất mạnh, âm thanh Bell tròn trịa, vàng sáng rõ hơn hẳn Hòa Minzy và các đoạn luyến chuyển giọng lại giống Dương Hoàng Yến lúc hát chiếc khăn Bill, nên mình khẳng định mascot này chính là cô dâu Yến. Như vậy, về sự bất cẩn của chương trình thì có thể thấy Madam Việt chính là mascot tiếp theo sẽ bị lộ diện ở tập 3 ca sĩ mặt nạ 2023.